xin chào tất cả anh em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tựa game Long Phượng Đấu Võ Lâm Ngạo Thế cơ nhà phát hành VTC. Thì khi bước vào game, anh em sẽ được khám phá một thế giới tiên hiệp hoàn toàn mới lạ và đầy cuốn hút. Thì tuy nhiên để bắt đầu hành trình tu tiên hóa rồng hóa tượng thì anh em cần lựa chọn một trong ba lớp nhân vật gồm Băng Phụng, Hỏa Long và Long Đế. Thì hiện tại thì mình mới game như mới chỉ ra có hai lần nhân vật thôi à. Nhân vật thứ ba thì phải đợi bản update sau. Thì đến đặc biệt có mấy nhân vật trong game thì đều có khả năng biến thân thành các vật tiên nhân siêu phàm, mang cho mình một chuỗi sức mạnh tàn phá vô cùng khủng khiếp. Thì trò chơi còn áp dụng theo thao tác chiến đấu vô cùng linh hoạt với hệ thống combo kỹ năng không quá khó, nên người chơi rất dễ sử dụng trong mọi hoàn cảnh. Thì bù lại chúng có tiết tấu nhanh, đòi hỏi sự phản ứng và phán đoán chính xác của người chơi điều khiển. Thì tiếp theo đó thì anh em phải thực hiện chỗ nhiệm vụ chính tí để từng bước làm quen với nội dung của game. Và khi nhân vật đạt cấp độ trưởng thành sẽ lần lượt mở những tính năng mới hoạt động mới như là thần binh, tọa kỵ, luyện khí, cường hóa nhân dân. Và cũng như bao tựa game nhập vai dành cho di động khác, trò chơi này cũng cung cấp phó bản đa dạng với nhiều cách thức chơi phong phú nhằm tạo điều kiện cho anh em kiếm được những vật phẩm và tiến cấp tính năng. Song điểm khác biệt duy nhất của tựa game này là rất đề cao tính cài cuốc nơi người chơi. Theo đó thì các vật phẩm trong game đều có được thông qua việc đánh quái boss của phó bản một cách dễ dàng. Thì một số tính năng đặc sắc của game như là tính năng auto, hay là đồ họa 8K, và đặc biệt từ nhà phát hành VTC đó là cam kết tỷ lệ gửi đồ khi săn boss là 99.89%. Tiên sủng thì kỹ năng độc lập hỗ trợ lối chơi VK nó lửa và giao dịch tự do. Mà cũng như bao tựa game khác là anh em phải tiêu tiền mới có thể lên cấp VIP được. Ok, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em nhập VIP code và chia sẻ cho anh em tất cả các VIP code mới nhất dành cho tân thủ. Thì đầu tiên để nhập VIP code, anh em cần vào website scoin.vn. Sau đó anh em nhấn vào VIP code, chọn game Long Phượng Đấu, tiến hành chọn máy chủ và nhân vật mình muốn nhận code. VIP code như sau: Long. Anh em nhấn xác nhận. Ok, sau đó anh em tiến hành vào game để nhận quà. Để nhận quà, anh em vào thư. Sau khi nhập xong thì anh em cần đợi một khoảng thời gian thì nó mới gửi về thư cho anh em được. Đây là gift code. Đây là quà gift code gồm là tiên sủng phi thăng đan, sử dụng sẽ tăng cho nhân vật 5.000 điểm tu vi, 5.000 điểm HP, 400 điểm công. Thứ hai là tiên sủng tiềm năng đan, sử dụng sẽ tăng cho nhân vật 500 điểm tu vi và 50 điểm thủ. Ba là tiên sủng linh đan, sử dụng sẽ tăng 3 điểm tu vi và 1.500 điểm HP. Thứ tư đó chính là giải tỏ thuộc thi, dùng để mặc mở khóa ô túi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với gift code kế tiếp. Chúng ta nhập tiếp thì gift code như sau: Phụng. Nhấn dạy anh em nhấn vào xác nhận. Ok, thì em dẫn dạy anh em ra tiến hành vào game
và anh em đợi một khoảng thời gian là khoảng mấy chục nghìn giây á, thì game á nó mới giải hư về cho anh em được. Nên là game này nó cũng là khá là chậm. Đây, tới giờ mà nó chưa giải hư luôn. Đây, bây giờ mình sẽ tắt. Ok, thì game đã giải hư. Bây giờ mình chúng ta sẽ cùng vào hư để xem các quà nhé. Cái này không phải hư code rồi, mình đợi một chút nữa nhé. Ok, thì đợt này là đã có hư nhận được, ta cùng trước hết ta sẽ cùng vào trải nghiệm VIP nhé. Ok, chúng ta cùng vào hư để xem hồng quà. Thì VIP code này sẽ nhận được là xung gõ phi thăng tiến, sử dụng sẽ tăng cho nhân vật 3.500 điểm tu vi, 2.000 điểm HP, 80 điểm công, 40 điểm thủ công hành, 190 điểm thủ hành. Thứ hai là xung gõ tiềm năng phiếu, sẽ khi sử dụng sẽ tăng cho vật 750 điểm tu vi, 50 điểm công, 100 điểm thủ, 115 điểm, 15 điểm thủ ngũ hành. Thứ ba là xung gõ linh tinh phiến, sử dụng sẽ tăng cho nhân vật 450 điểm tu vi, 1250 điểm HP, 20 điểm công ngũ hành. Thứ ba chính là giải tỏa thực thi, dùng để mở khóa ô tối độ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với gift code kế tiếp. Gift code như sau: 100 gớt đồ. Ok, sẵn như vậy anh em tiến hành vào game, vào thư để nhận quà. Thì gift code này sẽ nhận được các phần quà như sau: là dấu chân phi thăng đan, sử dụng sẽ tăng nhân cho nhân vật 3.500 điểm tu vi. Mà hơi mấy cái này bỏ qua nha, đọc lâu á. Hai là dấu chân tiềm năng đan, thứ ba là dấu chân linh tinh đan, cuối cùng là giải tỏa nhược thi dùng để mở khóa ô tối độ. Ok, giờ chúng ta sẽ cùng đến với gift code kế tiếp. Gift code như sau: long bụng. Ok, thì sau đó chúng ta sẽ tiến hành vào game và vào thư để nhận quà. Thì gift code kế tiếp này, gift code này sẽ nhận được là các phần quà sau: sủng kỵ phi thăng đan, sủng kỵ tiềm năng đan, sủng kỵ linh tinh đan và giải tỏa thực thi. Ok, giờ chúng ta sẽ cùng vào túi để xem các phần quà nhé. Đầu tiên là mình sử dụng cột túi rồi cái giải tỏa thực thi sử dụng để mở khóa ô tối độ, tiếp tục sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng tiếp. Thôi mấy cái này là các đồ sử dụng, nên là anh em sau khi nhận có xong thì tiếp về anh em đừng có phá nhé. Ok, thì như vậy là mình đã chia sẻ tổng cộng là 4 gift code cho anh em. Thì chúc anh em chơi game vui vẻ. Cảm ơn anh em đã xem video, đừng quên like và subscribe ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo. Bye bye anh em.